Thưa quý vị, thưa các bạn, Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, có cơ cấu kinh tế hợp lý, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chủ yếu đồng bộ, hiện đại. Để đáp ứng được mục tiêu này, nhu cầu về điện ngày càng trở nên cấp thiết. Đây là khu kinh tế Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Khu kinh tế này cách thủ đô Hà Nội 200 km, được coi là cầu nối giữa Bắc Bộ với Trung và Nam Bộ. Việc hình thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành đa lĩnh vực với trọng tâm phát triển công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản điện cho sử dụng công nghiệp chiếm tỷ trọng 53%, xác định đây là khu vực trọng điểm. Hàng năm, Điện lực Tĩnh Gia đã rà soát toàn bộ các lộ đường dây trung thế, các trạm biến áp trung gian và các trạm biến áp phụ tải. Trên cơ sở đó rà soát lại phương án cấp điện cho năm 2018 phù hợp với đặc thù cũng như sự phát triển. Xác định là một cái khu vực trọng điểm cũng như là cái cấp điện là một cái công việc quan trọng để cho sinh hoạt cũng như là phát triển kinh tế trên địa bàn huyện, đặc biệt là phát triển kinh tế của ban tế khu kinh tế Nghi Sơn. Hàng năm thì đây là một cái công việc rất là chú trọng. Thì đầu năm thì chúng tôi cũng đã rà soát toàn bộ các lộ đường dây trung thế, các trạm biến áp trung gian và các trạm biến áp phụ tải. Trên cơ sở đó rà soát lại phương án cấp điện cho năm 2018 phù hợp với đặc thù của việc phát triển cũng như là cái tăng trưởng trong năm 2018 so với năm 2017. Trong công nghiệp chế biến, điện đóng vai trò quan trọng, nhưng đối với chế biến thủy sản thì điện lại càng là yếu tố sống còn. Doanh nghiệp này hiện nay đang sản xuất 4 mặt hàng về hải sản, các mặt hàng chủ yếu xuất khẩu. Một năm doanh nghiệp chỉ sản xuất từ 8 đến 9 tháng, bình quân mỗi tháng từ 2.000 đến 2.500 tấn sản phẩm các loại. Do vậy, đối với doanh nghiệp, chất lượng điện là yếu tố sống còn trong hoạt động. Ý thức được điều đó, doanh nghiệp này đã phối kết hợp chặt chẽ với ngành điện trên địa bàn, nắm bắt kịp thời các thông tin về cấp điện để có phương án ứng phó tốt nhất nếu xảy ra sự cố về điện. Đặc thù của doanh nghiệp chúng tôi về cái ngành chế biến thủy sản thì nó là vấn đề điện đối với chúng tôi là nó sự sống còn. Nhưng tôi thấy là 2 năm vừa rồi với cái phục vụ về cái điện thì rất chi là tốt. Được một cái nữa là nó thay đổi nữa là Điện lực Tĩnh Gia có ký với hợp đồng với một số các doanh nghiệp về đang sử dụng điện. Đấy, cho nên từ cái chỗ đó là nó đẩy ngay cái chất lượng và cái sự cố nó hạn chế được rất chi là nhiều. Để phát triển kinh tế xã hội, Thanh Hóa rất cần các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm khai thác các tiềm năng về đất đai, tài nguyên rừng, biển và con người. Trong những năm qua, các khu kinh tế và khu công nghiệp được thành lập và đưa vào khai thác, bước đầu đã có những đóng góp tích cực, quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong năm 2017, có 66 dự án đăng ký đầu tư mới vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tổng số vốn đăng ký gần 8.700 tỷ đồng và gần 3 tỷ đô la Mỹ. Để đáp ứng tốc độ phát triển phụ tải điện công nghiệp đang tăng nhanh trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã xây dựng hệ thống hạ tầng điện để đón đầu trong việc phát triển của phụ tải công nghiệp. Trong năm 2017, công ty đã dành hơn 120 tỷ đồng để sửa chữa thường xuyên định kỳ và sửa chữa lớn thiết bị, đảm bảo an toàn hệ thống điện do công ty quản lý. Trong kế hoạch đầu tư thì nhà máy chỉ xây dựng 7 xưởng để sản xuất tại Việt Nam thôi. Nhưng do điện ổn định và những cái cơ chế khác của tỉnh nên là nhà máy đã mở rộng, đến nay đã là 13 xưởng trên 15 xưởng. Từ khi công ty đầu tư xây dựng nhà máy tại Thanh Hóa, chúng tôi đã được hỗ trợ từ phía tỉnh Thanh Hóa cũng như ngành điện. Nói chung điện ở đây rất là ổn định, rất ít khi xảy ra sự cố, nếu có thì sẽ được phía ngành điện khắc phục ngay trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi rất hài lòng về điều này và mong muốn trong thời gian tới sẽ ngày càng tốt hơn nữa. Những nỗ lực không ngừng trong thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa đã mang lại những hình ảnh đẹp trong con mắt những nhà đầu tư. Môi trường đầu tư kinh doanh của địa bàn tỉnh được cải thiện đáng kể. Năm 2017, sản xuất công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa tương đối ổn định với mức tăng trưởng 9,32% so với năm 2016. Đóng góp vào kết quả này cũng nhờ một phần từ sự đầu tư lớn về kinh phí của ngành điện vào việc xây lắp các trạm biến áp 110 kV, nâng cấp lộ đường dây để cấp điện cho các nhà máy, phát huy hiệu quả sản xuất.